ZX10 2016 2017, tổng vệ sinh bác. Cái bướm ra vệ sinh xong rồi, bây giờ như vậy này rất là dơ. Anh em đi khoảng 20 đến 30 ngàn cây thì nên vệ sinh bét bướm Fuji bình xăng lớn xuống, thì xăng bên mình này không có chuẩn á, nên nó rất là dơ. Vệ sinh xong thì cái xe nó rất là mượt mà hơn nhiều. Ở đây mình vệ sinh bướm ở nhà, nhưng mà bác đi vệ sinh máy nha, chứ không có vệ sinh ở nhà được. Đo áp suất của bác, nhịp bác. Đây là Z1000 hơi phức thuộc. Xài lâu rồi, ở đường mình xấu với lại xài lâu á, cái chuyện thay phốt phục rất là hiển nhiên nha. Thường xe nào cũng sẽ lâu, cũng sẽ bị thay cái phốt phục, làm lại phốt phục, thay nhớt mới vào. Bên mình có nhận thay phốt mà để đầu ốc, không có dấu nha. Đây, có dấu đó. Đa số thường thường anh em đi thay bị cái này nó có dấu rất là xấu, mà bên mình đã làm xong rồi, không có dấu. Anh em cần thay phốt phục bất kỳ xe gì, kể cả CBR 2018 mà vẫn bị cái xì phốt phục á. Anh em cần những cái vấn đề gì về chất lượng và thẩm mỹ thì ghé Turbo VN nha. Bên mình làm những cái thay phốt nè, làm máy bên mình là bao chạy nha, chứ không phải làm máy rồi chỉ chạy cà phê chạy lên sẽ bị chỗ dên giống như chiếc xe này. Chiếc xe CBR 600 này làm máy bị gãy dên luôn, mà sau khi bên mình về làm máy lại là bao chạy mắc bít luôn, chứ không phải là làm xong rồi không bao chạy nha. Con R1 này, con FZ1 và R1, những cái đời mà nó máy hú á, là từ 2008 trở về trước, có nghĩa là 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Con R1 và FZ1 nó bị một cái lỗi, nó là cái lỗi mâm cái hoa lăng mâm lửa, thì cái hoa lăng là cái lâm châm bên trong á, nó bị bể hết đi, thì bên mình có làm lại. Ví dụ như mua một cái hoa lăng mới ở bên nước ngoài ship về khoảng 12 triệu thì bên mình làm giá rất là rẻ hơn nhiều, hơn một nửa luôn đó. Thì dù có mua hoa lăng mới thì cái dòng xe này nó bị lỗi như vậy, xài nó cũng không đảm bảo được là bao lâu cả, có thể là 5 tháng, 6 tháng, 1 năm, nhưng mà mình làm tại Việt Nam cũng xài được cỡ đó, khoảng 5, 6 tháng, 5, năm mấy, không có nói lên được cái vấn đề về độ bền. Ví dụ như quấn mâm lửa bên mình là bảo hành 3 tháng, quấn mâm lửa có bảo hành nha, ở Việt Nam mình quấn mâm lửa rất là chuẩn rồi. Còn cái hoa lăng á thì không phải ai cũng làm được, rất ít người làm được đó, mà ở đây làm được, đỡ tốn một cái khoản tiền rất là lớn cho cái hoa lăng. Anh em cần gì cứ liên hệ với mình, số điện thoại 0963 111 1129. Số thứ hai là của Phong, khi mà mình cũng hay đi á, hay đi cho nên nếu mà không gọi được số 0963 111 1129 thì gọi số điện thoại 0973 756 486 cho Phong.
Anh em có cần gì ghé ủng hộ nha.